Với việc trị vì trong 70 năm, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã trở thành người giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử của hoàng gia Anh. Kỷ lục trước đó là do nữ hoàng Victoria nắm giữ với 63 năm 7 tháng 2 ngày trị vì, tính đến năm 1901. Ở tuổi 96, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người trị vì và lãnh đạo nhà nước cao tuổi nhất trên thế giới hiện nay. Trong thời gian trị vì, nữ hoàng đã công du tới hơn 100 quốc gia, tính từ năm 1952, nhiều nhất trong số các bậc quân vương của Anh và thực hiện hơn 150 chuyến thăm tới các nước thuộc khối Liên hiệp Anh. Trong nhóm này, bà tới Canada nhiều nhất, 22 lần, ở châu Âu với 13 lần đến thăm, Pháp là nước được nữ hoàng đến thăm nhiều nhất. Theo báo Daily Telegraph, các chuyến công du nước ngoài mà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã thực hiện có tổng quãng đường di chuyển tương đương 42 lần vòng quanh thế giới trước khi bà dừng công du nước ngoài từ tháng 11 năm 2015 ở tuổi 89. Chuyến công tác nước ngoài dài nhất mà bà thực hiện kéo dài 168 ngày từ tháng 11 năm 1953 đến tháng 5 năm 1954 khi bà đi thăm 13 quốc gia trên thế giới. Khi trở thành nữ hoàng Anh, bà đã thực hiện 21.000 cam kết, đóng ấn hoàng gia cho 4.000 văn bản pháp luật, tiếp đón 112 chuyến thăm cấp nhà nước của các lãnh đạo nước ngoài, chủ trì hơn 180 bữa tiệc vườn thượng uyển tại Điện Buckingham với tổng số lượng khách là 1,5 triệu người. Trong khoảng thời gian nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trị vì, nước Anh đã trải qua 14 đời thủ tướng. Bà thường tổ chức các cuộc gặp riêng hàng tuần với thủ tướng tại cung điện Buckingham. Bà cũng là bậc quân vương có cuộc hôn nhân lâu bền nhất 73 năm trong lịch sử hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị còn được coi là vị quân vương tiên phong trong nhiều lĩnh vực thuộc kỷ nguyên số hóa. Năm 1996 là người đứng đầu hoàng gia Anh đầu tiên tới thăm Trung Quốc đại lục, có bài phát biểu tại Hạ viện Mỹ tại thủ đô Washington. Năm 1976, bà là bậc quân vương đầu tiên của Anh gửi email trong chuyến thăm tới trụ sở nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Anh. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng là người kích hoạt trang web chính thức của Điện Buckingham vào năm 1997, đăng bài đăng đầu tiên trên Twitter vào năm 2014 và chính thức có tài khoản Instagram vào năm 2019.